một cái khung cảnh rất là lãng mạn, rất là nên thơ. Và khung cảnh này thì có một cái gì đấy rất là hoài niệm, rất là cổ xưa, đúng không quý vị? Ngày hôm nay thì Lê Thành đang có mặt tại một cái căn nhà vườn. Và căn nhà vườn này thì combo luôn 3 thứ. Một là quán cà phê, hai nữa là chúng ta có khu vực để yoga trị liệu, và khu vực thứ ba, khu vực cuối cùng, đó chính là ngồi thiền. Căn nhà vườn ngày hôm nay thì có tổng khuôn viên lên đến là gần 900m2 của một vị đại gia Sài Gòn. Và ngày hôm nay thì nhà đẹp 192 sẽ dẫn toàn thể quý vị các bạn, những fan hâm mộ của kênh YouTube nhà đẹp 192 tới tham quan một cái căn nhà vườn chúng ta có thể kinh doanh, chúng ta áp dụng được. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Xin mời quý vị các bạn. Khuôn viên đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là khuôn viên của quán cà phê. Khuôn viên của quán cà phê này thì được bố trí rất là nhiều bàn ghế, rất là nhiều cây cảnh bonsai, một cái khung cảnh rất là trữ tình. Và ở mọi ngóc ngách của cái căn sân vườn ngày hôm nay thì chúng ta có thể check in được. Nếu như vào một buổi chiều hay là một buổi tối, chúng ta dẫn bạn gái mình tới đây, mình ngồi mình uống ly cà phê, chúng ta nhâm nhi và chúng ta nhìn khung cảnh ở đây thì quá là lãng mạn và quá là đẹp luôn, đúng không các bạn? Tôi là một người hướng nội, nếu là tôi vào quán cà phê này, tôi sẽ ngồi đây, tôi ngắm hồ cá koi, tôi ngắm lan, ngắm những cái dòng nước đang chảy tích tách như thế này, và một cái khung cảnh rất là trữ tình, rất là lãng mạn. Và để kết nối với khu vực quán cà phê cũng như là những khu vực ở phía bên trong, chúng ta sẽ đi qua một cây cầu. Một cây cầu được với tông màu sơn là màu trắng rất là đẹp. Hai bên chúng ta sẽ là hai cái khu vực hồ cá koi. Và phía sau lưng em đây là một căn nhà gỗ bằng gỗ mật, tuổi đời lên đến là 40 năm rồi. Nếu như đứng đây chụp một tấm hình thì theo các bạn có đẹp hay không? Ở dưới sông là hồ cá koi, chúng ta sẽ làm lộng lên và bao quanh cả cái căn nhà gỗ ngày hôm nay luôn. Còn phía sau đây là những cái tảng đá được xếp đều với nhau, nó giống như là một quả đồi và nước chảy róc rách, một cái khung hình khá là đẹp, khá là chill, đúng không quý vị? Mình có thể đứng đây check in với nguyên một cái hàng hoa hướng dương rất là đẹp luôn. Và đây là khu vực để chúng ta đi vào cái căn nhà gỗ mật tuổi đời hơn 40 năm rồi quý vị. Căn nhà gỗ mật này thì được làm và được điêu khắc khá là tỉ mỉ luôn, cực kỳ chi tiết. Và hai bên của căn nhà gỗ này thì chúng ta sẽ có lối đi và sẽ có mương nước sẽ chảy bao quanh cái căn nhà gỗ ngày hôm nay quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trong căn nhà gỗ nào, xin mời quý vị. Căn nhà gỗ ngày hôm nay được xây dựng trên cái khuôn viên là 200m2. Và căn nhà gỗ này xây dựng được 3 gian, chúng ta có đến là 2 phòng ngủ, có nhà vệ sinh, có phòng thờ. Và những cái chi tiết như là cột kèo và ở trên mái ngói thì được làm phun gỗ mật hết anh chị nhé. Một bức tranh rất là đẹp, một khung cảnh rất là trữ tình, rất là đồng quê. Và có một cái gì đấy nó khá là cổ kính, khá là hoài niệm khi chúng ta đứng giữa một cái căn nhà gỗ tuổi đời lên đến 40 năm như thế này. Một khung cảnh rất là đẹp. Ở đây thì rất là nhiều cây cối, rất là nhiều cây cảnh. Và mọi ngóc ngách của căn nhà vườn ngày hôm nay chúng ta có thể là check in được. Nó có thể là ở vị trí này, một cây cầu giống như cây cầu tình yêu vậy quý vị. Hai bên đèn lồng này cực kỳ thơ mộng, cực kỳ đẹp luôn. Với khung cảnh này mà vào ban đêm á, thì cực kỳ lãng mạn quý vị nhá. Một bức tranh giống như là một bức tranh 3D mô phỏng hết tất cả mọi thứ ở vùng quê nông thôn, kết hợp với đó là cổ kính, hiện đại và không kém phần long trọng đối với khu nhà vườn ngày hôm nay. Với góc máy này thì anh chị thấy là một thác nước đang chảy róc rách và những chú thiên nga đang bơi lội ở dưới hồ này. Một cái khung cảnh rất đẹp, đúng không anh chị? Đáng để chúng ta suy tư, đáng để chúng ta suy ngẫm và đáng để chúng ta có thể là vào những dịp cuối tuần hoặc là đơn giản thôi, chúng ta mua để chúng ta nghỉ dưỡng, chúng ta kết hợp giữa kinh doanh và chúng ta ở cũng được. Đây là một cây cầu được làm bằng đá và ở dưới là nước chạy xung quanh căn nhà gỗ ngày hôm nay của chúng ta. Quý vị thấy có đẹp không ạ? Nếu như đứng đây mà chụp một bức hình thì đảm bảo là có người yêu liền. Bờ tường bên này thì cây dây leo này kia mọc khá nhiều anh chị. Và kết nối ra sau này sẽ lại tiếp tục một khuôn viên sân vườn của chúng ta. Ở trong khuôn viên sân vườn này thì khá là nhiều cây cối, khá là nhiều cây bonsai. Cây thì rất là đẹp. Chúng ta có quá nhiều thứ để nói với nhau trong video ngày hôm nay, nhưng mà nhà đẹp 192 sẽ gói gọn lại trong khoảng tầm 10 phút của video này anh chị nhé.
Với góc máy này thì quý vị các bạn chúng ta lại tiếp tục được thấy một không gian nhà chòi. Khu vực nhà chòi này thì dành cho quý khách hàng chúng ta tới đây mình ngồi thiền, chúng ta tập yoga ở đây quý vị nhá. Một khu vực nhà mát được làm đầy đủ và bố trí công năng. Ở đây chúng ta có 3 gian và gỗ ở đây lại tiếp tục là gỗ mật nha anh chị nhá. Và chưa hết đâu, căn nhà vườn ngày hôm nay còn nhiều điều thú vị nữa. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục tham quan nào quý vị. Ăn khế trả vàng, nhưng khi mà chúng ta đến đây, quý khách hàng tới đây ăn khế thoải mái. Ở trong khuôn viên căn nhà vườn này không chỉ là cây cối, không chỉ là cảnh đẹp, mà trong căn nhà vườn này còn nhiều thứ nữa để chúng ta bàn tới. Đó là trong này chúng ta có những đàn thiên nga này, những con chim vịt trời này, chúng ta có cả cá này, cá rất nhiều quý vị nhá. Và ở đây thì có cả chim gô, chim công này kia, và những cái con ngỗng á, được đưa từ Ấn Độ về, Canada về. Và tiếp nối với khu vực nhà mát này, chúng ta lại tiếp tục có một cái hồ cá đây quý vị. Nhờ cameraman quay sang. Hồ cá này thì nuôi khá là nhiều loại cá. Và trên những cái bậc này đấy, thì quý vị thấy này, vịt trời rồi thiên nga rồi ấy là quá trời luôn. Ở dưới này thì nuôi rất là nhiều giống cá quý vị nhá. Và góc máy này anh chị thấy có đẹp không ạ? Phía sau chúng ta đây là không gian để cho anh chị mình tập yoga. Khuôn viên của căn nhà vườn ngày hôm nay lên đến gần 900m² anh chị. Và bề ngang của chúng ta một cạnh là 15,8m, còn một cạnh nở hậu là 16m. Và cái cạnh nở hậu đó thì ăn theo cái view của sông Sài Gòn quý vị nhá. Một cái rạch nhỏ của sông Sài Gòn. Và căn nhà vườn ngày hôm nay thì có bề sâu vào là 57m của một vị đại gia Sài Gòn đang ký gửi bên nhà đẹp 192 với mức giá 17 tỷ thôi. 17 tỷ thôi quý vị. Nhẹ như bông hồng luôn. Ở đây chúng ta có combo 3 món là cà phê này, yoga này, có thiền luôn. Anh chị chúng ta mua cái khu này á, cả combo này về chúng ta khai thác kinh doanh được. Và đơn giản thôi, chúng ta có thể là chúng ta ở đây chúng ta nghỉ dưỡng, chúng ta tận hưởng cuộc sống một cái vùng quê rất là yên bình. Địa chỉ nằm ngay tại phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Xung quanh đây là quê hương của măng cụt anh chị nhá, và quê hương của rất là nhiều giống cây ăn trái nữa. Và quý vị vừa xem hết video, nếu thấy hay ý nghĩa thì nhớ ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ. Còn buổi review của em hôm nay thì xin phép được dừng tại đây. Giờ này là 3 giờ rồi, chưa ăn trưa quý vị ạ. Em đi ăn trưa thôi. Quý vị thấy hay thì nhớ ấn đăng ký kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Chào quý vị và các bạn.